Đây là con xe mới về của bên em. Em mới nhập được hôm mùng 4 Tết đây. Vâng. Mẫu xe mà nó được đến từ hãng Hyundai và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Với thiết kế là cần số tự động và động cơ của nó là 1.4. Thì nhiên liệu của cái loại này nó ít xăng thôi các bác nhá, rất ít xăng luôn. Đấy, và chiếc xe này đấy ạ, thì em cũng để cho toàn thể các bác giá yêu giá tốt trong cái dịp đầu xuân năm mới này. Cũng như là con xe này thì em cũng mới đây về, chưa dọn dẹp gì cả đấy, bẩn còn chưa lau, chưa đánh bóng các bác nhá, chưa đánh đèn và chưa đánh bóng gì hết. Đây là phần đằng sau của xe. Vâng, đấy, một mẫu xe sedan 2 đầu. Em để giá ok nhất cho mình mua các bác nhá. Đấy, giá rẻ thôi, giá để cho các bác mình vào việc được luôn trong đầu xuân năm mới này. Đấy, chỉ hơn trăm chút thôi các bác nhá, hơn trăm vừa vừa thôi là mình đã mua được xe này rồi. Dòng này rất là lành tính và nó cũng khá là bền xe, chạy đầm chắc các bác nhá, đầm chắc hơn một số những dòng xe như là Vios các bác nhá. Đấy, vẫn còn bẩn bẩn đấy các bác này, phần tăm nô nó còn hơi bẩn đấy này. Đấy, nhưng mà cái đồ nhựa nó thì rất là đẹp, các bác nhìn xem, nếu mà mình vệ sinh sạch sẽ đi đấy, đánh đi thì những vật nhựa này nó sẽ rất tươi mới các bác nhá. Đấy, và đây là cần số tự động của xe đây các bác này. Đấy, vô lăng của xe không bị mòn này các bác này. Đấy, chỉ hơi mòn một chút ở phần cạnh này với cạnh này thôi này, hơi mòn một chút thôi nhá, chứ còn thì những cái phần xung quanh cái vô lăng các bác nhìn xem, cái gai sần của nó vẫn còn nổi lên rất là cao đúng không ạ. Đấy, có túi khiên toàn và tích hợp kính điều khiển, bên kia thì có gương kính điều chỉnh điện hết các bác nhá. Đấy, ổ khóa đây, khóa khiển nguyên bản theo xe rồi, đã có thêm một cái màn hình rồi, có cam nùi rồi các bác nhá. Đấy, ở chỗ này có cổng nghe nhạc này, chỗ này có cốp đồ. Đấy, những cái phần tắp lên cánh cửa này thì nó rất ok các bác nhìn xem, nhựa nó rất là đẹp nhá. Đấy, dòng này lành tính, máy chấm tư thì nó tầm khoảng là tầm khoảng trên dưới 5 lít xăng trên 100 km thôi các bác nhá, ít xăng hơn Vios đấy ạ, ít xăng hơn Vios các bác nhá. Đấy, và cái ghế này thì các bác về mình may lại chỗ này một chút đây đấy nhá các bác mình. Nếu mà mua ngay thì em cộng lương ngày em để cho tôi giá, để cho các bác mình làm sao dễ vào được luôn các bác nhá. Đấy, con này thì em cũng chia sẻ với các bác là nếu mà mình mang về mình dọn thì mình sẽ dọn cho em là cái đèn này. Đấy, đèn gầm, đèn pha này. Đấy, rồi tỉa sơn một chút và đánh bóng với lại vá ghế các bác nhá. Đấy là những cái mà các bác mình cần phải dọn trong trên cái con xe này. Đấy, thời điểm đầu năm này các bác nhá. Đấy, thời điểm này thì thợ nó chưa đi làm, các xưởng nó chưa mở cửa, cho nên là em chưa dọn được. Cho nên là em quyết định là ngày hôm nay em nên cho mình quay cho mình em bán nhanh thôi. Đấy, không cần phải dọn nữa. Đấy, cộng lương thôi các bác nhá. Bác nào mà cộng cho em ít lương thì em bán ngay các bác nhá. Ít thôi cũng bán các bác nhá, ít thôi cũng bán. Đấy, thân vỏ đẹp, máy số ngon, chạy rất chắc, gầm bệ chắc lịch luôn, điều hòa mát, đăng kiểm còn, thân vỏ không bục mọt các bác nhá. Đấy rồi, ok, thì các bác mình liên hệ để có mức giá tốt nhất cho mẫu xe này theo những số điện thoại đây các bác nhá. Đây, vâng, chỉ đạo. Đấy, follow, nhấn follow đi các bác nhá, nhấn follow để xem thêm video mới của bên em. Đấy, vâng, xin cảm ơn ạ.